bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Con nhớ gọi điện về cho gia đình nhá. Con đi đây. Năm 2021 có lẽ đã là một năm thực sự tuyệt vời với mình. Sắp tốt nghiệp đại học, có một công việc mình ưa thích, làm việc mình mong muốn. Gia đình luôn ở đằng sau ủng hộ và làm chỗ dựa vững chắc. Nhưng mọi thứ lại dường như không theo kế hoạch. Dịch bệnh đã khiến mình phải ở trong căn phòng này suốt mấy tháng liền. Liên tiếp các ca bệnh làm mình không thể đến trường học cũng như là làm việc. Mọi thứ gần như đảo lộn với việc mình phải nhốt bản thân trong căn phòng và làm mọi việc chỉ qua màn hình máy tính. Ngay cả việc hỏi thăm bố mẹ cũng chỉ qua một chiếc màn hình. Bốn ơi, con gái gọi về này. Đâu, 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 để xem con gái bố nào. Đâu bằng lần đi. Alo, bố mẹ à? Bố mẹ có nhìn thấy con không? Bố mẹ ở nhà cũng khỏe, thế ớ. Sao không nhìn thấy gì á? Nhà mình sắm Tết thế nào rồi hả mẹ? Alo. Ơ, con không nhìn thấy bố mẹ. Alo. Ơ. Thử gọi lại xem nào. Con đây. Bố mẹ ơi, bố mẹ nhìn thấy con không? Con có khỏe không? Sao vẫn mờ thế không ạ? Ủa con ơi, bố mẹ không nhìn thấy con đâu. Ở dưới đấy con nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng. Mẹ ơi, mẹ gọi chị về đi Tết rồi. Mẹ gọi chị về nhá. Dạ. Đây, ở trên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe con nhá. Đỡ dịch rồi là về. Thôi, bố mẹ có việc rồi, bố mẹ tắt nhá. Đôi khi, việc nhìn thấy bố mẹ cũng quá khó khăn. Và mình thì không thể trở về nhà được trong lúc này. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi. Này, năm mới nhá. Thay cái máy tính cũ được rồi. Năm mới nhớ gọi điện cho chị nhiều hơn để chị nhìn thấy cả nhà mình nhiều hơn nhá. Cái máy tính cũ được rồi. Ừ. Đi, mình vào nhà đi. Đi nào. Vào nhà đi. Đón Tết linh đình, chốt đĩa hết mình. Thích nhờ, năm nay có máy tính mới, thích Tết online mọi người rồi. Chúc mừng năm mới.